thân gửi đến mấy con vợ này. Ngày xưa mà tế điên cũng ra xã hội, cũng đi cho vay làm cho công anh, tối thì bay đi bay, chiều đi chơi cà phê mua mần, sáng lượn phố hút thuốc ba số, mùng hít sáo vang đi một hai em gọi OCT. Các anh bảo em ơi, alo, tối lém bẩn vào nhà khách cho anh bao nhiêu anh lo hết, làm đi, tèn tèn tèn, uy tín luôn. Nhưng đến lúc mà xảy ra sự việc, các ông sáu ông bế, chả có cái ông anh, chả có cái ông anh nào OCT hết, chạy tượt. Anh em tình nghĩa, ôi giời ơi, ôi giời ạ, mệt lắm. Ê, cơm, ăn cơm, vợ lấu, thế thôi, ra giang hồ, mệt lắm. Tân gửi đến các ông giang hồ, ông tướng, thôi dừng cuộc chơi đi, dừng cuộc chơi đi, còn có bát cơm mà ăn. Vào trên kia để hát duy tút, ăn cam cân, mặc áo số. Úi giời ơi, mệt lắm.